Alo, kính thưa quý vị, do cái tình hình cái nhà hát của mình, phòng trà Lily phải sửa chữa trong tháng 12 tới, thì chúng tôi sẽ đã làm việc với giám đốc tác giả công việc giám đốc nhà hát mình. Xin về cái điểm tới là Tạm Thời, đấy là cái điểm nhà văn hóa trung tâm quận 10, tức là Hòa Bình, nhà hát của mình cơ sở 2, nằm ở số 141 đường Bắc Hải, phường 14, quận 10, là chúng tôi sẽ thực hiện cái cầm cao gôm lần thứ 60 ở đó, ở cơ sở 2 nhà hát của mình, 141 đường Bắc Hải, phường 14, quận 10. Cầm cao gôm lần thứ 60 sẽ giúp cho nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng. Kiều Trúc Phượng là một nghệ sĩ cũng là lão thành, năm nay cũng 75-76 tuổi rồi. Chị là một trong những người mà đóng vai năm con thú trong cái vở Ngao Sò Bến. Ngao sò, ngao thì ở Trường Xuân, sò thì Giang Châu, ốc thì Hoàng Ấn, hến thì Thanh Kim Huệ, và có một người nữa, ẩm đó là nhân vật cua. Cua tức là do chị nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng đóng. Chị năm nay 76 tuổi, hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, giờ đi phụ cho người ta bán hủ tiếu ở đường Lê Hồng Phong đó. Bây giờ bác cầm câu lần thứ 60 sẽ giúp cho nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng. Không, không còn đâu, 15 tháng 12, tức là ngày Chủ nhật, 15 tháng 12 năm 2024. Và cái điểm này cũng là cái điểm chúng tôi sẽ tổ chức trao quà Tết cho 200 nghệ sĩ nghèo tại nhà hát Hòa Bình cơ sở 2, tức là trung tâm văn hóa quận 10, tức là ở số 141 đường Bắc Hải, phường 14, quận 10. Tức là quý vị có thể đi trên đường Lý Thường Kiệt, có thể hướng là Bình Minh á, đường Lê Hồng Phong hả? Không, nó nằm song song giữa Thành Thái và Lý Thường Kiệt. Nó nằm trên đường Bắc Hải, nó là đường Bắc Hải, số 141 đường Bắc Hải, phường 14, quận 10. Nếu quý vị không nhớ thì đọc những cái bài, những cái tin của tôi trên mạng sẽ biết đó, cũng thực hiện. Nói chung là đây là cái địa điểm chữa cháy tạm thời để chờ cái điểm này sửa chữa lại, khi nào hoàn chỉnh thì trở về là đây. Thì trước mắt là tức là đi Thành Thái này, góc cả Thành Thái, bên này Lý Thường Kiệt thì nó nằm bắc ngàn, đường Bắc Hải bắc ngàn nằm khúc giữa đó. 141 đường Bắc Hải, phường 14, quận 10, trung tâm văn hóa quận 10. Quý vị nhớ là trung tâm văn hóa quận 10, số 141 đường Bắc Hải, phường 14, quận 10 đó. Cần câu gom làm thứ 60 sẽ giúp cho nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng, tức là người đóng vai nàng cua trong vở Ngao Sò Ốc Hến mà đã hát đài HTV, đã thu hình và phát sóng nhiều lần cách đây khoảng 3-40 năm. Đó, xin mời thông báo đến quý vị. Thành thật cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhà báo Phụ Thái Trường, cảm ơn quý vị các bạn ạ. Và ngay bây giờ trở ra tiếp tục chương trình, em mời anh trai dễ thương của em, xin mời sư huynh nghệ sĩ Vũ Đức Minh. Và đi trong chương trình với bài ca cổ cũng gửi đến những vị thân thương và những người anh, những người bạn đồng nghiệp với bài ca cổ Nhớ Biển Nha Trang. Lời chiến này anh gửi đến em từ thành phố thân yêu, anh gửi về nơi Nhớ Biển Nha Trang đến hè lòng dấu.
mặt nước sân dường cố sống khẽ lời mình luôn tươi đẹp như biển nghe trăng soi mặt.
yêu. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe giọng hồn những tràng pháo tay và đóa hoa tinh thần ạ.